Thì ở đây mình chỉ hướng dẫn các bạn cách chúng ta thực hiện thao tác để mà các bạn chuyển nó lên cái mức áp suất cao thôi. Chào mọi người nhé. Thì có nhiều anh em hỏi mình là khi mà cái quạt của cái dòng máy Manti VRV Toshiba đấy mà nó chạy với cái tốc độ thấp mà bây giờ chúng ta lại muốn là cài đặt để tăng cái cột áp của cái quạt đó lên, thì chúng ta sẽ cài đặt ở cái hàm nào và cài đặt như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ cài đặt nhé. Nhưng mà trước tiên ấy, trước khi mà chúng ta cài đặt thì các bạn phải chú ý cho mình một cái điều, đó chính là đối với cái dòng máy của Toshiba này thì nó sẽ lắp được ví dụ như rất là nhiều các cái không gian sử dụng. Thì ví dụ như các bạn lắp ở phòng ngủ thì nó yêu cầu cái dòng Slim nó rất là êm, hay là cái phòng làm việc thì nó có thể ổn hơn một chút đó, hay là không gian sảnh thì nó yêu cầu cái cột áp cao nhưng mà nó có thể chịu được cái độ ồn lớn hơn, và cái phòng hội họp thì nó lại khác. Chính vì thế mà các bạn sẽ phải cài đặt làm sao đấy cho nó phù hợp nhé, chứ không phải là chúng ta cứ cài đặt cao là tốt hay là thấp là tốt, mà nó phải phù hợp với công năng sử dụng như vậy. Bởi vì cột áp càng cao thì gió ra càng nhiều nhưng mà nó sẽ là tăng cái độ ồn. Đó, thì không mất thời gian các bạn nữa, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ cài đặt cột áp ngay trên cái bộ điều khiển nhé. Ở đây là nó sử dụng cái bộ điều khiển rất là thông dụng của Toshiba, đó chính là RBC này, AMT32E. Thì với cái bộ này chúng ta bắt đầu cài đặt thì các bạn sẽ nhấn cho mình giữ, nhấn và giữ ba cái phím test, set và color. Thì đây mình sẽ nhấn nhé, chúng ta nhấn giữ khoảng độ 5 giây đúng không nào. Sau khi mà nó lên cái màn hình như thế này rồi, lên một cái màn hình nó có cái tham số trên này đúng không, việc đầu tiên là chúng ta sẽ dùng hai cái mũi tên ở trên cái bảng này, đó là mũi tên theme này này, thì chúng ta chuyển di chuyển cái code bên này nhé, nó có cái chữ code nâu này này, chúng ta di chuyển này. Thì các bạn di chuyển cho mình đến cái mã 5D. Cái mã 5D chính là cái mã mà chúng ta sẽ cài đặt cái cột áp của cái quạt. Với cái mã 5D này mà cái giá trị của nó là 00 thì cái giá trị mặc định này nó tương ứng với khoảng 40 bát can. Đấy. Là với 40 bát can thì cái tốc độ gió là nó rất là thấp, cái quạt nó sẽ yếu đúng không? Thì bây giờ nếu các bạn muốn tăng cái cột áp lên thì các bạn sẽ dùng cái mũi tên tham này này, tham nhé, các bạn điều chỉnh cái tham số này 00 này lên 01, 02, 03. Đấy, chúng ta điều chỉnh lên 03 nhé. Thì 03 này nó là cái cột áp cao nhất, tức là 100 bát can cột áp gió ấy, 100 bát can thì nó sẽ là cao nhất. Và cái mức 1 1 này thì nó là 70 bát can. Đó, các bạn chú ý nhé, mặc định 0 này thì là 40 bát can, còn mức 1 là 70 bát can, và mức 2 thì mình không rõ vì cái mức 2 mình không thấy trong tài liệu nó nói. Và cái mức 3 này này cũng là cái mức cao nhất là 100 bát can. Thì như vậy thì nếu các bạn muốn tăng cột áp ở mức nào đó cho nó phù hợp thì các bạn sẽ chỉnh cái tham số 5D này về cái giá trị là 03 là cao nhất là 100. Thế còn ở cái mức 06 thì nó là 20 bát can, tức là nó chạy rất là êm, rất là yếu. Thì đối với cái phòng nhỏ cần cái độ yên tĩnh phòng ngủ ấy, thì các bạn sẽ để lên 06. Đấy, các bạn để lên 06 này. Thì khi mà các bạn chỉnh xong như này rồi nhá, thì mình ví dụ là các bạn chuyển lên 03 này, đúng không? Thì sau khi các bạn muốn đặt ở cái mức 03 này thì các bạn nhấn vào chữ set này nhá. Nhấn vào set này. Thì cái giá trị 03 này được thiết lập. Còn các bạn chuyển ví dụ như là 02 chẳng hạn, 04, 02 đi,
Các bạn xét thì cái giá trị này được thiết lập nhé. Thì ở đây là mình đang để là nó là 0,3. Bởi vì cái không gian này, các bạn nhìn thấy cái không gian này nó rất là rộng. Đấy. Không gian rộng như này thì cái độ ồn nó không thành vấn đề nhé. Đấy, thì mình sẽ để 0,3 cho cái cột áp cao nhất, tức là nó là 100. Thì cái tốc độ làm lạnh nó sẽ nhanh hơn và cái lưu lượng gió nó ra nhiều hơn. Thì mình sẽ nhấn vào set này nhé. Còn nếu các bạn thao tác mà sai đúng không? Thì các bạn nhấn vào CL này để quay lại, không set nữa, không cài đặt. Đấy. Tất cả các tham số trên này khi mà các bạn không muốn cài đặt thì các bạn nhấn vào CL. Còn muốn cài đặt cái tham số này là một cái tham số mà chúng ta mong muốn thì các bạn nhấn vào set này nhá. Đấy, sau khi nhấn vào set xong rồi. Đấy thì còn một cái bước cuối cùng nữa, đó là chúng ta nhấn vào cái nút test này này. Nút mà hình có cái clay này nhá. Để nó sẽ trả lại cái trạng thái ban đầu. Thì bây giờ mình sẽ nhấn set này. Thì các bạn nhìn cái chữ setting nó nháy này. Đấy. Thì nó nháy khoảng độ 10 giây, 10 20 giây gì đấy. Là khi mà cái chữ setting này nó mất thì cái hệ thống chúng ta chạy được bình thường. Còn nếu mà khi cái setting nó đang chạy thì các bạn không thể chạy được nhá. Cái chữ setting này này nó sẽ nháy nháy như này, nó mất rồi, bây giờ nó không nháy nữa thì các bạn có thể bật tắt bình thường. Đấy. Bật tắt bình thường các cái điều hòa. Đó thì vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta cài đặt cái cột áp là để tăng cái cột áp hay giảm cái cột áp cho cái dòng máy Manti của Toshiba, dòng máy Manti hay là dòng máy VRV của Toshiba. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.